Đây ạ, à, năm hết Tết đến xuân về và liên tục là những đơn hàng mới chuẩn bị để gửi đi cho các bác. Ngày hôm nay thì DVH Audio nhận hai đơn súp liền, hai đơn súp. Một bác khách ở Phú Thọ thì là lấy cái súp màng giấy lắp cái củ BVK Audio, cái này là thùng 718 các bác nhá. Con bát BVK này trông rất là gấu và cái thùng này nó cực kỳ sâu, thùng này là sâu 75 phân các bác. Thùng sâu 75 và gỗ nó là gỗ chịu nước. Cái ván này nó rất là cứng này, các bác nghe này. Đây. Vỗ vào đây chỉ có đau tay thôi các bạn. Cái thùng này nó làm cái ván chịu nước rất là cứng. Đây này. Rất là cứng các bác nhá. Phong bỏ một con bát dịch ra, tôi quay cái thùng bên trong cho khán giả xem cái. Này rất là ngon các bác. Đây này, thùng này các bác nhìn này, đây nó làm bằng cái ván gỗ đỏ nhá và chống ở trong rất là chắc chắn luôn. Chống trong và bắt các cái vê ở các góc rất là chắc. Đấy, bông tiêu âm thì mình đã bán rồi. Gỗ đỏ, gỗ chịu nước dày 1/8 rồi, được rồi, đặt bát vào để bán đi các bạn ơi. Ở DVH thì đang chuẩn bị lắp ráp cái đôi này là cái củ bát của BVK đây. Bát BVK này rất là đẹp này. Mã là VK18880 của BVK Audio này. Đây là hàng hãng này, bao giờ cũng vậy nhỉ. Email mã vạch các thứ của nhà máy rất là ngon lành các bạn nhé. Con này thì cấu hình củ từ 220-100. Cái này thì 600W chắc là công suất liên tục rồi, đỉnh điểm nó phải đạt được 1200W các bác nhé. Con này thì cái các bác có thể nhìn thấy cái côn loa này và nó làm cái khe thoáng này, cái khe thoáng rất là rộng. Đây, cái khe thoáng rất là rộng này thì nó sẽ giúp tản nhiệt nhanh cho cái côn loa và nhìn này, nhẹ loa này. Trông cái nhẹ loa nó khác bọt với cả các cái loa bình thường rất là nhiều. Cái này nhẹ này nó là nhẹ một tầng thôi nhưng mà căng lắm. Cái con nhẹ này của nó rất là căng, nhẹ này của nó căng đét luôn các bác. Đây này. Đấy, đang quay có một tay không giữ nổi cái bát này. Bát nó nặng. Đây này, nhẹ này nó căng đét luôn. Bát này màng rất là căng nhá. Và phai chi chít các cái sợi thủy tinh này. Rất là ngon. Đấy, cấu hình này thì oánh trong nhà này rất là khủng rồi. Trong nhà mà có cái chơi một cặp súp này thì quá là dư giả công suất rồi. Và phía bên này là một cặp súp carbon này, là chuẩn bị để chiều nay gửi về Hải Phòng đấy. Đây, một bác khách ngày chơi cũng rất là gấu. Oánh chắc là phòng to và thích lôi ra sân để nện thì bác ấy chơi cái cặp này. Con này bát carbon này thì cấu hình của nó là củ từ 260 và côn 125 nhá. Nó gấu hơn nhiều so với cái con bát BVK kia và cái giá thành nó cũng cao hơn. Đây các bác nhìn cái củ từ này. Nhìn cái củ từ con này trông nó nhỉnh hơn hẳn so với cả cái con BVK kia. Con kia là từ 220, con này là từ 206 và màng này là màng sợi carbon. Đây. Màng carbon này nó rất là cứng nhá. Màng này nó cứng kinh khủng luôn, vật liệu siêu bền. Ở trên các cái con siêu xe rồi máy bay, hàng không vũ trụ người ta chơi cái loại vật liệu này. Các bác mà chơi cái loa này thì chắc là người hỏng rồi, loa chưa hỏng các bạn. Màng nó rất là cứng, màng nó cứng đanh luôn, mình có thể cầm cái cờ lê tô vít ấy, mình có thể gõ vào đây thật lực, không bao giờ lo bục màng các bác nhé. Trẻ con cho cầm đũa chọc cả ngày không bao giờ bục màng. Và cái điều đó là cái điều mà cái màng giấy này không thể nào mà nó đạt được các bạn. Cái màng giấy này thì cái tuổi thọ thì nó sẽ không được bền bằng cái màng carbon kia. Nhưng tuy nhiên là các bác chơi đó 5 năm 10 năm thì vẫn oánh thoải mái các bác nhé. 5 năm 10 năm thì oánh thoải mái luôn. Đấy, con này đều là gân vải. Đấy, hàng nhà máy nó làm này các bác nhìn này, cái đường keo chỉ làm nét căng luôn và màng pha chi chít sợi thủy tinh. Cái đặc điểm của cái thằng màng giấy này thì tiếng nó sẽ êm hơn là cái thằng carbon này rất là nhiều. Nhưng mà carbon thì bù lại được gì? Carbon thì do cái chất màng nó rất là cứng. Màng carbon nó rất là cứng nên là cái lực bát nó lật ra nó cực kỳ mạnh. Và cái côn nó to nữa. Tại sao lại côn to nó kết hợp với cả cái màng cứng này, nó cho ra được một cái chất âm nó vô cùng uy lực các bác nhé. Các bác nào mà thích oánh bạo lực, thích oánh sập sình, oánh gọi là oánh rung nhà hàng xóm này, oánh tan nhà nát cửa để chơi cái loại này. Đây này, keo chỉ làm nét căng luôn, màng carbon núm rất là to. Con này thì màng núm này, nhìn này, các bác nhìn cái núm này, núm nó to hơn nhiều so với con này, tại vì côn nó to hơn rồi. Và cả hai con này thì đều có một điểm chung là màng nó rất là sâu. Các bác nhìn này, nhìn ở góc này các bác có thể thấy là cái màng nó rất là sâu. Màng nó rất là sâu. Nếu mà nhìn sơ qua thì có cảm giác là con này màng nó sâu hơn con kia, nhưng thực ra không phải, nó sâu như nhau. Tại vì con kia là do cái núm nó to quá. Cái núm nó to này nên là nó chiếm nhiều diện tích của cái màng, nên mình có cảm giác là cái màng nó không sâu bằng con này. Nhưng mà thực ra là do con màng này nó núm nó nhỏ hơn. Đấy, bát rất là to, bát 50 này. Đấy, cái loại này các bác mà chơi trong nhà mà dã hai quả này thì thôi rồi, ông hàng xóm mình chỉ có chạy sang gọi là thôi van xin luôn, hàng xóm chạy kêu luôn, không thể nào mà chịu đựng được. Đấy, cái đợt với cả cái thùng, cái này là cái thùng JBL 718 các bác nhé. Cái thùng này lỗ thông hơi 4 góc này và rất là sâu. Các bác có thể so sánh được cái chiều sâu thùng này. Đây, các bác so sánh cái chiều ngang của thùng này nhé. Chiều ngang của thùng nó tầm độ 60 mấy phân đấy. 60 mấy phân, hơn 3 gang tay, và so sánh là cả cái chiều sâu của thùng này. Các cái dòng súp này, thùng nó càng sâu thì oánh tiếng nó càng, bát nó càng nặng bát các bác nhé. Tiếng nó càng gầm gừ, nó càng phê. Còn các cái loại súp mà thùng nó nông thì oánh không thể nào nó ra được cái tần số thấp được bằng các cái thằng màng nó sâu như này. Màng sâu thì oánh ok hơn nhiều. Có một cái túi Phong ơi, một cái túi ở dưới đất ở chỗ bên phải của cái máy hàn này. Nó nhớ ở trong cái túi ấy. Đấy thì
hai cặp này, hai cặp này là để gửi cho hai bác khách đây. Đấy, các bác nào mà chơi tết mà muốn cái tiếng bát nó mạnh, nó uy lực thì chơi các cái dòng súp này 40-50, phải oánh súp hơi này nó mới khỏe các bác nhé. Các bác nào thích oánh bạo lực thì chơi súp hơi, còn đâu nếu mà mình nhu cầu mà nó không cao lắm thì oánh súp điện cũng được, oánh súp điện cũng được. Súp điện thì không thể nào mà mạnh được bằng súp hơi, nhưng mà súp điện thì giá thành nó sẽ rẻ hơn súp hơi rất là nhiều. Nó không phải là rẻ hơn ở con loa súp mà là nó rẻ hơn ở cái công suất các bác. Súp điện thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề cục đẩy, còn nó súp hơi này thì phải có cục đẩy công suất lớn mới chơi được nhá. Đối với cái dòng từ 220 kW 100 kia thì đẩy tầm độ 1000W đến 1200W càng ngon. 1000W là chơi được rồi, nhưng mà với cái thằng một côn 125 này thì cục đẩy phải cỡ phải 1500W. 1500W một kênh 8 ohm ấy thì mới có thể vụt căng được cặp này. Nhưng mà cái cặp này 1500W thì cảm giác như là nó cái số 1500W nó không gấp đôi được cái số 1000 kia đâu, nhưng mà thực ra là một con này nó oánh nó phải mạnh, nó phải gần bằng hai con kia luôn. Con này oánh mạnh lắm con này oánh rất là mạnh, oánh gọi là tức ngực luôn. Con bát carbon này rất là nhiều các bác thích cái con bát carbon này, oánh tức ngực luôn. Đây các bác nghe cái tiếng vỗ vào màn, nghe đã tiếng nó lực rồi đấy, nghe cái tiếng đã rất là lực nhé. Bây giờ sang vỗ con này, con màng giấy này không thể nào mà vỗ mạnh nó dập màng mất đấy. Từ 220 kW 100 ở đây tiện đây thì báo giá cho các bác luôn, các bác nào quan tâm thì tham khảo luôn. Cái cấu hình bên này thì là giá là 4 triệu một chiếc, 8 triệu một đôi các bác nhá, 8 triệu một đôi. Đấy. Các bác mà chơi ở trong những cái phòng mà nó không quá lớn, tầm độ 40-45 mét thì thực ra chỉ cần một quả kia thôi, một quả kia là oánh là đã rất là phê rồi. Còn các bác nào mà thích oánh hoặc là uy lực, oánh bạo lực hoặc là thi thoảng mình mang ra ngoài trời mình oánh ở không gian rộng thì mình làm hẳn một cặp kia cũng được. Đấy, cả một cặp có 8 triệu thôi, giá cũng rất là hợp lý thôi. Rất là hợp lý cho các bác chơi. Còn đâu cái thằng carbon này thì giá thành nó cao hơn. Thùng thì nó như nhau các bác nhá, thùng như nhau, nhưng mà do là cái con bát này giá nhập vào nó đắt hơn rất là nhiều. Thì cái cấu hình này thì bên DVH này đang bán với giá là 5 triệu rưỡi một chiếc, 5 triệu rưỡi một chiếc súp này, tức là 11 triệu một đôi các bác nhá. 11 triệu một đôi. Đấy. Loại kia thì 4 triệu, loại này thì 5 triệu rưỡi. Đấy, tiện đây thì báo giá luôn để các bác nào quan tâm thì tham khảo luôn nhé. Đấy, thùng vách rất là sâu và chắc chắn. Gỗ chịu nước luôn, cái loại này cái, riêng cái loại carbon này thì các bác vứt ngoài trời, oánh ngoài trời mưa luôn, oánh thoải mái luôn, không bao giờ lo lắng vấn đề gì cả. Còn nó màng giấy kia thì tốt nhất là mình phải nên giữ gìn cho nó một tí, tại vì cái giấy mà màng mà giấy mà nước, nếu mà các bác mà để nước vào ấy, để nước vào thì nó sẽ mềm cái màng này ra và mình không biết mình oánh nó sẽ dập màng các bác nhé. Cái loại này là phải nâng như nâng trứng, cứng như hứng hoa này. Đấy, nếu mà có oánh ngoài trời mà có mưa là phải chạy ngay. Mưa là phải chạy ngay, nắng thì không sao nhưng mưa là phải chạy ngay. Còn đâu cái ông carbon này kể cả vứt ra ngoài trời mưa, tại vì ngày trước là mình có làm cái clip mình đổ cái nước xà phòng ạ. Mình cho cái loa nó oánh nó bật xà phòng lên, nó bật tưng lên này. Đấy, cái loại này đổ nước vào thoải mái, không bao giờ lo lắng vấn đề gì cả các bác nhá. Cho nước vào vụt thoải mái, không bao giờ phải lo lắng nghĩ ngợi một cái điều gì cả. Rất là phê, rất là lực, rất là nhiều bác thích cái con súp này, bán cực kỳ nhiều luôn, trong năm vừa qua bán rất là nhiều. Đấy ok, đấy năm hết Tết đến rồi, xuân sắp về rồi. Đấy các bác mà đang có nhu cầu muốn tậu một quả súp để oánh cho cái phòng karaoke của mình và muốn uy lực và lại giá thành lại hợp lý, giá rất là rẻ, giá đôi khi còn rẻ hơn cả súp bãi. Nhiều con súp bãi không biết họ dùng bao nhiêu năm rồi, không biết đã cuốn lại hay chưa, có còn zin hay không, mà bán cũng 5-6 triệu một quả. Trong khi đây súp mới đây, súp mới bán có 4 triệu một quả, tội gì không mua đúng không các bác? Tội gì phải dùng các cái hàng cũ cho nó mệt người, trong khi mới đây đẹp long lanh luôn. Đấy, nước sơn này nét căng luôn. Chả gì đẹp bằng mới cả. Cứ mới mà chơi các bạn, nước sơn nét căng luôn. Đây này, đây cái mặt trên này của nó này. Đây này, mặt trên của nó này. Đẹp như này thì tội gì mà phải bãi với cả bờ. Quá đẹp luôn, nét căng luôn, để trong nhà rất là đẹp. Và có hai cái lỗ cắm cọc, chúng ta có thể cắm cái loa phun lên trên được các bạn nhé. Giá thành rất là hợp lý. Ok. Thế thì quý khán giả quan tâm và có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhé. Các bác ở xa thì DVH sẽ gửi hàng. Các bác ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng DVH mà nghe thử test qua chất đâu các bác nhé. Ở xa thì em sẽ gửi hàng, với các cái hàng nặng như này thì có thể gửi xe. Hoặc là các bác nào mà xa quá ở trong Việt Nam thì gửi bưu điện, nhưng mà tầm này thì bưu điện nó cũng không nhận hàng nữa rồi, tại vì bây giờ mà gửi bưu điện thì sợ Tết rồi hàng vẫn không đến nơi thì nó rất là mất việc của các bác. Đấy, nên là tầm này thì các cái hàng to này chỉ gửi xe thôi các bác nhé. Ok, clip này DVH xin phép dừng lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.